Kính thưa quý vị thân mến, Lưu Như Phong lại tiếp tục gửi đến một gian hàng cực kỳ khủng với những dòng cây bonsai. Anh của anh, hàng của anh chất lượng quá nhỉ. Cây này là, cho em hỏi là cây này cây gì anh nhỉ? Linh Sam đúng không? Linh Sam lá lá Linh nhỡ Sam này. hoa trắng này, À. hoa hoa tím này. Wow. Đẹp quá nhỉ. Cây này giá bao nhiêu anh? Cây gốc đẹp lắm, xanh mướt luôn. Đây đây hoa trắng rồi cơ. Đây là hoa trắng. Cây này có phải hạt gạo không ta? Hạt gạo. À, hạt gạo chứ nhỉ? Cây này đẹp. Đây là cây hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai hoa đẹp. Hồng ngọc mai em thấy cứ cây núi là đẹp. Có đấy đặt những cây sung này. Linh Sam đấy, mình ấn tượng với những cây sung mà anh cấy vào những cái lọ ấy. Lâu lắm anh nhỉ, để cái rễ nó như thế này. Hàng này rất là kỹ rồi. Đấy, cây cắt giật nó vừng nó phải như này này, dùng thịt chưa? Đúng rồi, đấy. Chuẩn. Cái này thì anh báo giá bao nhiêu anh? Cái cây báo giá tầm 3,8 triệu. 3,8 triệu. Cái này nó sắp tới nó nảy lộc lên nó đẹp. Đấy, cây kia nó nặng. Đấy đấy đúng rồi. Già lắm mình. Gốc bệ. Chị thấy những cái tác phẩm rất là chất lượng, phải nói rất chất lượng. Đây là cây này, cây sạch này nó tầm 50 năm, trên 50 năm. Dạ. Trên 50 năm. Già chưa? Ra tới chi dăm luôn rồi gì này, tới chi dăm luôn, tới tới cái đoạn chi dăm này nó mốc mèo hết rồi. Dạ. Dạ nhỉ. Anh toàn hàng già, quá già, rất là hay, rất chất lượng và quầy hàng và cây ghép đá non bộ này cũng hay. Rất là nghệ thuật, gian hàng của anh rất là nghệ thuật. Và ui ôi cây me nhìn như con rồng con rắn đấy nhỉ. Cây me này thì anh báo giá bao nhiêu anh? 4,5 triệu. Chất lượng. Theo một tác phẩm mà dành dành không thể bỏ qua với những cục khôi đẹp u cục này. Ôi sắp tới ra hoa. Ôi rất nhiều hoa quý vị ạ. Phải nói là rất là chăm chút, rất là tỉ mỉ mới tạo nên cái tác phẩm chất lượng như này. Cái khế này nó bé nhưng có võ nhỉ. Cây cây ngót 20 năm chỉ có bé tí vậy. Thế mới hay anh ạ. Rất là độc đáo. Rất ấn tượng cái khế. Rất là hay. Đây, cây này anh chia sẻ là 50 năm là hoàn toàn có cơ sở, hoàn toàn chính xác, bởi vì chị có thể thấy nó hóa thạch rồi, ra nước già bên này nó hóa thạch rồi, già tới chi dăm rồi, đây này. Hóa thạch hết rồi. Một điểm nhấn rất là rõ nét, một người bê thoải mái nhỉ anh nhỉ. Bê được đấy, đẹp. Đi đâu muốn bê lên tầng, lên lan can, cầu thang, một người hướng nan biển thì nói là tay dăm ra rất là chuẩn, hầu như là 90% là thích chỗ nào ra đấy. Cái chậu này cũng cổ lắm đấy này, chậu xưa này, rêu phong này. À, chính là người ta thích chơi chậu xưa nhỉ. Cái này hay này. Anh phải kiếm toàn cái cây quái nhỉ, độc đáo.
rất chất lượng. Cái khế này như vậy này, anh thì nói là toàn cây độc đáo đấy. Đây là rúi quả hết này. Dạ. Nhà em thích cây này. Thì vỗ cập rất là, nói chung là những con này dòng này đều gấu hết, hàng đều nắp gấu hết. Quả hàng quái luôn. Sung quả quá trời luôn. Củ bệ rất là khủng. Mấy cái hoa của nó đây là. Bà. Cái hoa dưới nói là cây rất già nên nó ra để chăm được cái hoa đều mà hoa như thế này rất là khó kiếm những cây hoa này, cái lực nó ra hoa. Cây này cái độ khoái của nó thì rất là chất. Anh cây dưới này bao nhiêu anh? Cây này này, cây 2,5 triệu. Rất là hợp lý nhỉ. Cây này có 2,5 triệu á? Có vậy rồi. Em thấy cái này hàng thừa đây này, nhìn cái háng của nó này. 2,5 triệu cái này. Ngủ. Nạc nhỉ. Nạc thật. Rồi cây dưới 2,5 triệu. Nói chung ba cây, những cây đều là những cây đẹp hết. Dạ. Em thấy cây dưới này hay, rất ấn tượng với những giờ bây giờ chơi phôi, quan trọng cái bệ cái củ đẹp là ăn tiền đấy anh ạ. Cây còn chỉ tay cần thì... nó bắn hoa như cây này thôi. Và... cây này đến mà gì ít nhất năm. Cây này có tương lai chứ. Cây này tương lai, rất cây tương lai. Hàng này dòng này cũng tành. Cây này khó kiếm. Quả là quả diu diết hết luôn. Dạ. Đấy. Cây này cực kỳ khó kiếm. Dòng dưới. Hôm nọ em đi qua cái anh ở bên Thái Bình có cây dưới cũng đẹp nhưng mà nó còn non thôi, nhưng mà giá nào cũng không bán. Chắc thì đã cây. Ăn vào cái cây chú nhìn ra. Vâng. Cây đấy thì nó còn non, cây nó không già này, nhưng mà cái củ của nó thì cũng tương đối hoành tráng. Cây này anh báo giá 2,5 triệu, em thấy rất là rẻ, bởi vì là cái bấu cục cái này. Ai dòng này chơi mà chẳng ngon. Dạ. Côn cây lắm anh nhỉ. Nhìn đâu. Ôi. Điệu nhỉ. Rất là điệu. Đẹp hết. Sung tiếc anh làm cũng rất là nghệ thuật. Cấy được những như thế này rất là lâu. Cây hồng ngọc mai em, hồng ngọc mai cây đá đẹp lắm anh ạ. Cây này nó ra nước hoa nữa thì. Đúng rồi. Đá anh non bộ. Châu cũng trồng cái hồng ngọc mai. Dạ. Châu trồng mai. Dạ vậy. Lác mắt luôn vào cực kỳ ấn tượng. Rất nhiều cây đẹp quý vị ạ. Xem ấn tượng nhất cây gì. Xem mình thích nhất cây gì thế này. Cây này đấy anh bảo mấy triệu em lại quên mất nhỉ? Anh bảo đây mấy triệu nhỉ? 6 triệu. 6 triệu. Bán đẹp.
Linh San. Cần phải như này. Quá chất lượng. Anh báo giá cây Linh San này rất là hay. Với những vườn cảnh đấy, quá cây nhiều này, cây. Cây này nó còn có lù. Wow, sụn đấy anh nhỉ, sụn cục đấy à? Hay quá nhỉ. Đấy, cái điểm nhấn rất là hay. Này, thích cái bệ. Cái phần vành gốc của nó rất là lớn. Bẻ tí mà nó lại như này. 6 triệu. Rất hợp lý.